Hành trình food tour Huế, Hội An, Đà Nẵng. Phần 1, ở Huế ăn gì? Tiễn mình bằng cơn mưa tầm tã ở Sài Gòn phải delay mất 30 phút. Đến Đà Nẵng là tầm 15:30 và lên limousine đi Huế. Lý do mà mình không bay thẳng ra Huế thì mình sẽ giải thích ở comment nha. Sau hơn 2 tiếng thì mình đã đặt chân đến Huế. Và đây là chiếc homestay mình book ở Huế có tên là Tò Vò, với gam màu xanh trắng khá là xinh xắn. Và đây là sự kết hợp của cà phê bên dưới và homestay bên trên. Dù vậy nhưng mà mình ở 2 đêm ở đây thì không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Điểm trừ duy nhất là không có thang máy cho nên leo 3 tầng hơi mệt, nhưng mà bù lại là phòng xinh cực kỳ. Mình thích cái cách decor vừa tối giản nhưng không kém phần nổi bật. Tông sẹt tông từ phòng ngủ cho đến nhà tắm, lavabo, rèm cửa. Giá là 450 cành một đêm thì mình thấy khá là hợp lý. Nhận phòng xong thì tầm 6 giờ mình để tạm đồ đó và leo lên taxi để đến điểm mướn xe máy. Và hành trình food tour ở Huế bắt đầu. Đầu tiên là mình đi ăn bánh ép Huệ, một trong những địa điểm nổi tiếng mà đến Huế bắt buộc phải ghé. Bánh ép được làm từ viên bột cán nhỏ, rồi thêm trứng, thêm nhân thịt và được ép lại bằng một cái chảo gang. Nhanh tay lật qua lật lại cho bánh chín rồi lấy ra. Nhưng mà phải nói là quán này đông cực kỳ luôn. Mình đến tầm 6:30 là đã full bàn rồi á. Dù quán đông và chỉ có 2 người đổ bánh nhưng mà đổ nhanh cực kỳ luôn. Vì một người có thể đổ tới 4 cái chảo lận nè. Cho nên là mặc dù đông nhưng mà không phải chờ đợi lâu đâu nha. Giá là 12.000 một dĩa hai cái kèm theo đồ chua, rau răm và nước mắm. Khi ăn á thì cho đồ chua, rau răm vào giữa và cuốn lại. Mà mình thấy á, đa phần là người ta dùng tay cuốn chết khi nào dùng đũa. Bánh á thì dẻo mềm được cán mỏng kết hợp với nhân thịt và trứng. Thêm chén nước mắm ớn mặn mặn nữa, trời hấp dẫn xỉu luôn. Nhưng mà riêng nhân thì đã thấy đậm đà rồi cho nên là mọi người nhớ chấm ít thôi nha. Mỗi người ăn tầm 3 cái thôi là thấy ok rồi. Tổng cộng là 36.000 cho 3 dĩa. Theo là mình sẽ đi ăn cơm hến, một trong những món đặc sản của Huế. Địa điểm mà mình chọn là cơm hến Hoa Đông vì thấy ai cũng recommend chỗ này. Đây thì có bán cả cơm, bún, mì cho nên tha hồ mà lựa chọn nha. Giá thì khá là rẻ, chỉ có 15 cành một tô mà đầy ắp luôn. Mình thì order một cơm, một mì, một tô thì bao gồm các topping như là hến, da heo, đậu phộng rang, rau và giá. Khi ăn thì nhớ trộn đều lên để mà thấm đều các loại sốt. Ngoài ra mỗi bàn còn đi kèm thêm một tô nước súp luộc hến. À, công nhận nhiều thiệt sự, 15k mà no ngang luôn á. Vậy thì theo mình thấy là ăn mì thì hơi mặn còn cơm thì hơi nhạt. Ăn xong thì tụi mình tranh thủ ghé qua tiệm chè của mợ Tôn Đích để ăn thử cái món chè heo quay mà món này nhất định phải ăn khi đến Huế. Ở đây không chỉ bán chè heo quay mà còn có rất là nhiều các loại chè, từ chè đậu, chè sen, chè chuối, chè khoai. Rồi chè heo quay thì các loại chè đều có sẵn. Còn chè heo quay là 20 phút mới có một nồi nhưng mà múc mấy ly là hết trơn à. Để có được 2 ly chè này thì tụi mình phải đợi hơn 30 phút. Đây là lần đầu mà mình ăn cái món là chè heo quay. Với cái tên thì khá là độc đáo nhưng mà tên sao thì món y như vậy nha. Thịt heo quay thì được ướp đậm đà rồi bọc với lớp bột lọc bên ngoài. Ăn kèm với nước đường, mỗi ly là 4 viên. Vị thì mặn mặn của heo quay, dẻo dẻo của bột lọc mà ăn kèm với đá và nước đường thì đối với mình hơi bị khó tả. Kiểu đây là lần đầu mà tụi mình ăn cho nên là cảm thấy khó hiểu lắm. Mà mọi người cũng nên thử cho biết nha.